Nóng, bị can Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại không chỉ vì lý do chữa bệnh. Mới đây, truyền thông đưa tin bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và gia đình có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau một thời gian bị tạm giam. Theo nội dung đơn, về lý do xin được tại ngoại, bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết bản thân từ trước đến nay đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19, đồng thời gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng. Trước đó, vào ngày 5 tháng 10, con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng có đơn gửi đến các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ, với lý do bà có nhiều hoạt động thiện nguyện đóng góp, nhất là trong đại dịch Covid-19. Theo đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Nguyễn Quang Tuấn trình bày lý do từ trước đến nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện. Ông Tuấn đã liệt kê một số bằng khen, giấy tri ân, thư cảm ơn của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân gửi tặng bà Nguyễn Phương Hằng và công ty Đại Nam, quỹ Hằng Hữu. Trong vụ án do Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, bà Phương Hằng bị truy tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2.331 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt cao nhất 7 năm tù. Ngày 6 tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố bà Phương Hằng về cùng tội danh trên. Theo kết luận, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về các chủ đề, nhiều nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream, bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh và bà Hàn Ni. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về các cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ. Đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan sẽ xác minh làm rõ nhằm xử lý. Cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, bà Phương Hằng phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Năm 2021, nữ CEO nổi lên như một hiện tượng mạng khi dám đứng lên tố cáo ông thần y Võ Hoàng Yên lừa đảo. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam cũng thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Trong các nội dung bà Hằng thông tin cũng phần nào làm sáng tỏ những góc khuất giúp cùng cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn xử lý các hành vi sai phạm của một số cá nhân. Tuy nhiên, sau khi được xem là người hùng trong mắt một bộ phận không nhỏ cộng đồng mạng, thì bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng đó của bản thân, sử dụng mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp livestream, nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức, gây bức xúc trong dư luận. Không những vậy, khi được nhắc nhở, nữ CEO còn tỏ thái độ thách thức. Trong quá trình điều tra, bị can có thái độ không hợp tác, coi thường pháp luật.